Cái cùn chết này, ngày nó xưa nó cứ ký thời trời mày giết năm giết hai chắc ông chắc mẹ về còn chết bởi vì mùa rét này nè, mùa đông này chúng ta xem mùa đông này rất là nhiều rỗ. Mà bà đấy nghĩ là nếu mà bố con sống mà chửi bố còn chưa ngồi với thời tiết này ta nằm ngủ ở trong nhà này xong thì trùng tràn kín đâu mẹ ngồi vẫn cứ lên ở đây em quấn chăn vòng quanh luôn đây là anh. Tôi giấy trắng đây.